Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu tới cho các bạn mẫu một bộ đủ để về đánh gà đồng. Bên mình đang cung cấp tất cả thòng bẫy, giò bẫy, chim mồi giả, loa các loại. Và nào yêu quý thì có thể đăng ký kênh giúp mình nhé. Đây, đủ bộ của loa của chim của bộ đánh gà đồng là gồm một cái loa điều khiển từ xa này. Trong loa này thì có gắn sẵn thẻ nhớ tải sẵn tiếng gà hoặc là tiếng quốc, tiếng Việt các thứ nhé các bạn nhé. Đấy, phụ kiện của loa đây. Túi đựng loa này, sạc này. Đó. Hai bộ giò chân đồng các bạn nhé. Hai bộ giò chân đồng mỗi bộ 20 chân như hình như này. Đây. Một bộ nó giống như này các bạn nhé. Đấy, bộ dưới kia nó giống y như bộ này thôi. Đó. Có hai màu đó, màu cỏ khô và màu cỏ xanh. Đây. Bạn nào thích màu nào thì liên hệ với mình. Đặt mình làm màu đấy các bạn nhé. Hai bộ giò, một cái loa điều khiển từ xa, đồ đầy đủ phụ kiện, một con gà giả. Đó. Bên nhà mình giao hàng toàn quốc nhé. Các bạn ở đâu cũng có thể mua hàng được. Các bạn đặt thì chỉ dòng khoảng mình gửi bưu điện mất khoảng 4-5 hôm mà các bạn nhận được nhé. Đấy. Mẫu bên nhà mình làm gà, đây là gà nhổ keo các bạn nhé. Bên mình có bán cả gà mái, gà trống, thòng bẫy, giò bẫy các loại. Đây, giò cáp đây các bạn nhé. Đó. Bạn nào có nhu cầu liên hệ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.